câu thấm trầu xanh thêm đậm thêm nồng. Nhông thông tin nữa. Sáng tinh sương em kính chầu ga chợ trên con đê vàng. Nhông thông tin nữa. Cái này bà này không hụt đâu. Thế nó cai được không? Không hụt. Không được hả? Bây giờ thôi. Không không hụt không? Thôi nghĩ đi thôi, nghĩ đừng ca nó ca mà khán giả nó chạy á. Không ca, không đặt ca hoài. Sao mà ca? Cái bà nào hụt động hả ca? Ừ. Em kêu tôi ca. Ca nào anh kêu ca anh hụt động hả ca? Ca bán gì đó? Hụt động không? Dạ. Bán là thuộc nó ca. Rồi lên ca câu, rồi lên ca hát với nhau, người ta chạy, người ta đuổi xuống rồi. Dạ. Chọi dép không? Cái bữa nào bị chọi dép chưa? Ca mới nửa bài cái nhảy xuống cái bẹp. Sáng thì mấy giờ thức? Hai chồng mấy giờ thức đi bán? 6 giờ mình học lên chạy mới sớm. 6 giờ mình đi bán sớm. Sáng rồi đi ăn uống hả? Trưa mình đang tắt 9 giờ. Sáng có ăn sáng không? Nè, số này mới chồng con như giá 10 triệu nè. À. Điện thoại con nè. À, có điện thoại luôn hả? Điện thoại con. Điện thoại mới hả? Rồi đi ra cái hộp số này kia anh. À. Hộp số bao nhiêu cơ mua cho nó nè. Thôi giấc ngon, giấc trưa thì ghé mà không hai đứa không có nhà, chưa không thấy ai trong chạy nè. Nhưng mà là lúc em đi bán hả? Hồi nãy xuống gặp anh Năm, nói ổng điện cho, ổng điện cho mẹ cưng đó. Nhiều khi bán không có lấy số giò, nó quên trên hồ số. Không lấy giấy giò, người ta mua người ta giò sao? Người ta mua người ta giò, con không nhớ, con quên xin ta giò. Không, vậy là không được, vậy là mình bán thua người ta đó. Okay. Cây có hộp số, xịt số, nhìn cái giò cây cho nha. Mình phải xin cái giò, mình cầm theo người tại người ta, lúc người ta bắt chợt người ta lấy người ta giò không có, người ta sao người ta mua. Phải không? Người ta giò liền, ví dụ có là người ta lấy người ta giò. Số giò, em qua cho anh lấy anh giò, cho anh giò. Thôi để đi, lúc chiều anh về anh giò nha. Yeah. Rồi có chuyện gì vui kể cho ông bà cứ bắt nghe đi. Hai đứa có dự định tương lai sao, mong muốn sao không? Con có đứng rõ xe đạp điện chạy đi bán với xe đã hư lần này qua à, muốn xin xe đạp điện mới á hả? Dạ. Chứ hai đứa làm không có tích lũy được sao? Không. Con không số như bán giật cái số hoài chú ơi. Giật hả? À, con bị giật cái số hoài à. Sao giật là sao? Kể thì nghe giật sao? Con đưa cho nó lựa cái số đó rồi lựa cái giật cái luôn á. Đó là kêu con mua thuốc hút cho nó rồi nó giật luôn. Có nghĩa là mình bị bán, bị giật. Dạ. Thì vậy có bị giật không? Em mới bán đề. Mới bán đề hả? Bán đề 3 tháng rồi. Dạ, thấy con bán cho bị giật rồi, nó theo bán tiếp con. Dạ, thấy bị giật là nó đi hai bán tiếp. Mới đi xuống Cần Thơ bé, vừa đầu em xanh đèn đỏ đó chứ đó. Đừng mà chạy xuống Cần Thơ bé, có ba đó, đứng vô đó đó. Nghe ba. Nó giật ở đó mấy chục vé đó nữa. Thôi. Chỗ đó ngay trong mũi tàu á, trong nhà ba. Tàu con đứng chỗ đó đó rồi giật. Như gần nhà anh đó, nhà anh ở trong đó đó. Nhà anh trong bông giang, chỗ sân banh đó. Mỗi lần xuống ở dưới. Cái đường tàu mà thuốc yến. Ở trong chạy vô sân banh. Bỏ mũi tàu này tới mũi tàu ở dưới. Đúng rồi, cái mũi tàu nghe ba chỗ sân vận động đó. Ừ. Còn bị dưới đó. À, bị dưới. Là bị mấy chục tờ hả? Dạ, bị có ông chú đó, ông kêu ông đưa xe chung lửa chiều gần sổ rồi, đúng rồi, cứ ngọt đi luôn. Mà cái quạt cũng chạy luôn. Kiểm tra là mất tiền với xương mê từ số 20 ghế à. À. Dạ thương. Nó làm gì không có dư thiệt. Nó bị giật như 20 tờ, hay mấy 30-40 tờ đi là mình. Lỗ rồi. Mình lỗ rồi. Bởi giật 40 tờ với đó. Bán 2 ngày mới đi giống lại. Bị giật hoài hả? Dạ nó lâu giật, lâu cũng bị giật. Có nghĩa là em đi đứng ha, tự động té luôn hả? Ừ, nha. Trang bài cho ông bài xuống nha. Cái ca gì hay kìa. Có nghĩa là giao thừa có chở vợ đi chơi không? À, không, chở vòng vòng trên đây rồi đó. Có đi xuống chỗ nào bắn pháo bông không? Không. Tối về ngủ sớm hả? Đang bắn rồi hết vợ chân niêu. À, mình thức hai ba bữa. Có bắn pháo bông rồi, anh thức thúc nốt anh bắn có 10 giờ anh bắn rồi. Mà không có đi. Không đi. Về ở nhà giao thừa đang dựng niêu. Dạ. À. Cho anh. Bây giờ Huy lựa một bài ca, một bài hay nghe. Một hai bài cho ông bà cô bác nghe nè. Bài gì? Dụng cổ được không? Con mở nhạc lên, mở. Mở nhạc
lá trường xanh á. Lá trường xanh hả? Hay lá, lá trường xanh. Đó là giọng cổ mà. Ừ. Có cái ca nhạc hay là khỏi khỏi mở? Khỏi. Khỏi. À, ca quy. Thương nhau cơ bội làm đôi miếng, một lá trường xanh thắm nợ duyên. Cứ anh hứa em buổi chiều tan buổi chợ. Cái gì vậy trời? Vậy tôi mở, tôi bật mở nhạc lên cái ca đi. Nhạc lên cắt lời. Mở nhạc lên thấy hát chữ đi. Là cũng có máu dân nghệ hả Diện? Dạ. Thường hai đứa nằm nó có ca cho em nghe không? Không, đi ca hát cho nhau có lâu phiền lần. Ừ, có. Lên hát nhau luôn. Câu cái lâu sát quanh kìa. Không có, nhưng mà đi hát lên hát với nhau luôn hả? Dạ. Rồi người ta có vỗ tay không hát? Có, trên Trần Bông con nhóc chưa. Trần Bông có tiền không? Nhờ đầu tiên cho 90 ngàn. 90 ngàn. Rồi khi con chín cho chín chục cái gì, cái hương chồng con lên cho cái tặng tiền có nữa. Nhạc lá trầu xanh, ok. Rồi thấy thương thì cho nữa. Dạ. Để nằm xuống cho nó bự ra. Không á, để đúng rồi. À con rồi. Chắc là cắt cái đó vậy. Ý nó cắt tiếng nhạc á hả? Dạ. Ừ. Bóp cái nhỏ nhạc rồi. Con thì chiều bữa nào hai con khi cái rảnh thì lên quán trên này có hát với nhau nè. Ừ. Anh biết là Ngọc Hân á. Biết Hữu với Nga không? Cái quán Hữu với Nga, Ngọc Hân hát với nhau á. Ừ, trên quán hát với nhau ha. Lâu rồi. Cái lâu mới đi lần đó, năm số tuần mới đi lần. À, lâu đi lần. Tân Quang. Chắc rồi. Chắc tiếng, đi. Cái tiếng nhạc. Cái tiếng nhạc cái nút ở trên á. Rồi. Bây giờ yếu à? Nửa cái nữa. Nếu ca không được thôi thì mình chia sẻ để nói chuyện đi. Ca được không? Bắt cái kia kìa, kìa YouTube kìa. Ca không được chia sẻ nói chuyện đi. Rồi. Được không? Rồi. Cắt cái lời. Nhỏ nữa. Nữa. Đang quay hậu. Ừ. Thương nhau cơ bội làm đôi miếng một. Cầm lên luôn đi, cầm lên luôn đi, cầm lên cho thấy đường. Một lá trầu xanh thắm nợ duyên. Cứ buổi chiều về tan buổi chợ. Em còn giọng ngoài giọng bốn người thương. Em hứa với anh khi mình nên duyên anh nợ thì một lá trầu xanh thắm tình nghĩa đậm. Tình nghĩa dạ nên trong. Câu thắm trầu xanh thêm đậm thêm nồng. Nhóm cứ bộ trắng tinh xương em kính trầu ra chợ trên con đê vàng. Nhóm thông kinh đó. Cái ca này bà này không hụt lòng rồi. Thấy nó ca được không? Không hụt. Không được hả? Hụt. Bây giờ thôi. Không hụt không? Thôi nghỉ đi, thôi nghỉ đừng ca nó ca mà khán giả nó chạy á. Ủa cơ này. Lại cao hoài. Sao anh ca? Cái hoài nào hụt động hả ca? Ừ. Anh kêu tôi ca. Cái hoài nào anh kêu ca anh hụt động hả ca? Ca bán gì đó? Hụt động không? Dạ. Bán là thuộc nó ca. Rồi lên ca câu, rồi lên ca hát với nhau, người ta chạy, người ta đuổi xuống rồi. Dạ. Chọi dép không? Cái bữa nào bị chọi dép chưa? Ca mới nửa hoài, cái nhảy xuống cái mệt. Ngành quá cũng cao kìa chú ơi. Có người nào bị chọi dép lên không? Chưa. Trời ca kiểu này là lên sân khấu là người ta chọi cựu ấp đó nghe. Chứ nào hụt hụt hả ca? Không hụt cũng nhảy vô ca nữa. Lại thì chết luôn à, cái này nó chọi cựu ấp chết đó nghe. Này chọi dép đầu sống, đồ sang ngang. Cái hụt mấy ngàn, hụt vú khúc. Vú? Vú không vậy? Vú anh đầu á. Vú không? Cái nào hụt lòng hả ca? Vú. Cắt cái đó đi Diện, Diện cắt cái đó đi kinh. Bỏ tối đi. Hụt là hả ca, không hụt hả? Anh gì không? Lượng ba đó nha. Ông ba làm sao? Đừng vô à. Đừng vô à. Khi nào quýnh không? Quýnh không? Quýnh luôn hả? Nâu cũng là đâu quýnh. Nâu mắt luôn hả? Ừ.
Dạ con ơi. Đâu có năm hả? Nghe chú đi, mẹ mày điện cái gì đó. Ông mày đánh mày. Mày ơi, mày của con.